Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video YouTube của máy phát điện Xuân Trường. Thì trong buổi trưa ngày hôm nay, máy phát điện Xuân Trường vừa về được một con Allen Max SH1000DX, đời cao nhất của máy phát điện Allen Max sách tay hiện tại nha mọi nhé. Con này thì nó vẫn chạy là động cơ của nó là động cơ Honda, củ phát là Suwa Fuji nha mọi nhé. Thì những cái động cơ hay là củ phát tên gọi như thế nó thật ra là nó rất quen thuộc với tất cả quý vị và các bạn rồi. Thì hôm nay mình vừa về được một con này thì cũng quay lên sóng luôn cho quý vị và các bạn. Thì quý vị và các bạn có nhu cầu thì liên hệ với bên máy phát điện Xuân Trường, số điện thoại là 0963638495 nha mọi nhé. Đây thì sau đây mình sẽ đi vào chi tiết cái máy và test tải nha mọi nhé. Đây thì hiện tại là máy mình vẫn đang cho nổ này. Đó. Đây, để cho máy đây mọi người nhá. Rất chi là đẹp luôn. Mọi người thấy như thế không? Rất chi là đẹp nhá. Đó. Đây, điện của con này thì được cái nguồn điện của nó là điện zin, ra điện zin luôn 220V nhá mọi nhá. Đây là bóng báo điện này. Đó. Đây là những cái con dơ le này. Khi mà nó quá tải thì nó sẽ ngắt nhá mọi nhá. Khi mà nó quá tải nó sẽ ngắt nhá. Đó. Đây là tôn nước của nó là nó sẽ có hai cọc sạc khí ắc quy này. Đó. 6V, 8V, 12V đều sạc được nhá mọi nhá. Là 6A, 8A, 12A đều sạc được. Nó là sạc cho mình 12V nhá mọi nhá. Đó, mình 12V này. Đó. Mình sẽ đi vào chi tiết nhìn mọi người, nhìn cái dây giật của nó còn rất chi là mới luôn nha mọi người. Đó, đi vào xung quanh chi tiết một chút. Đây là cái tem thông số của nó nha mọi người nhé. SH1000DX thì Suwa Fuji Electronico này. Đó. Điện ra 220V, tần số zin 50Hz. Đó, phết output của nó là tức là 750W là công suất tải liên tục. Đó, max output là 850W là công suất của nó là tải tức thời nhá mọi người nhá. Đó, pha thì của nó là một pha nhá mọi người nhá. Của nó là máy một pha. Đây, sạc ắc quy đây. Đó. Vô của nó mọi người nhìn vô này, rất chi là đẹp. Đó, đã rất lâu rồi thì bên mình hôm nay bắt đầu mới về được một con máy mini nên là mình sẽ quay chi tiết gượng ghệ luôn cho anh em một chút. Cái con này thì đặc biệt hơn của nó nữa so với những cái dòng EB900 và ES900 là nó là vỏ nhựa và bình xăng nhựa nhá mọi người nhá. Bình xăng nhựa thì quý vị và các bạn sẽ không bao giờ lo là máy nó bị rỉ bình xăng hay là sét bình xăng nhá mọi người nhá. Đó, đây là cái khóa này. Khóa xăng nhá mọi người nhá. Ngang này là khóa, quay xuống này là đóng xăng này. Đó, thì mình đang cho máy chạy nên là mình sẽ mở khóa luôn. Đó, ok. Sau đây mình sẽ test tải cho mọi người xem nhé. Đây là một cái điện khò này, cũng đã quen thuộc rồi. Mình đã test rất chi là nhiều rồi, 220V, 50Hz, 2000W, đó ở hai nấc, chia ra nấc 1 và nấc số 2. Nấc số 1 là sẽ là 1000W, nấc số 2 là 2000W mọi người nhé. Thì cái con này của nó, công suất của nó 1000W thì mình sẽ cho test bật một nấc lên và sẽ cho test 1000W mọi người nhé. Đây, em của nó là Suwa Fuji Electronico này. Valobi Honda Made in Japan nha mọi người nhé. Đó. Đây, và đây là cùng một cái đồng hồ đo điện. Đây, mình đã bật 1000W này. Đồng hồ đo điện này 217V nhé mọi người nhé. 217V. Đó. Thì máy thì nó sẽ hơi rung một chút, bởi vì là test đúng cái công suất của nó 1000W thì máy nó sẽ hơi rung một chút nhé mọi người nhé. Nhưng máy nổ thì rất chi là êm. Đó. Máy nổ rất là êm nhé mọi người nhé. Đó, thì anh em nào có nhu cầu liên hệ bên máy phát điện Xuân Trường, số điện thoại là 0963638495. Máy này thì anh em đi du lịch camping hoặc là cắm trại để trên xe, mọi người để vào trong cốp xe di chuyển thoải mái luôn nhé mọi người nhá. Rất chi là gọn nhẹ, với cái cân nặng của nó là chỉ khoảng độ 22 kg. Đó, máy đang test tải này. Điện khò là 1000W, điện khò là 2000W nhưng mình cho test tải là 1000W nhé. Đây, bật nấc 1 này, 1000W này. Đó. Điện 217V, zin luôn, không đổ nhé mọi người nhé. Nó rất chi là khỏe luôn. Máy có hơi rung một chút thôi, không đáng kể. Đó, thì ok. Sau đây mình xin phép kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Anh em nào có nhu cầu mua máy thì liên hệ bên máy phát điện Xuân Trường, số điện thoại là 0963638495. Mình sẽ tư vấn và báo giá gửi ảnh chi tiết luôn cho mọi người nhé. Ok, sau đây xin phép kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người.